Vâng, lời nói đầu tiên cho biển xanh gửi đến anh chị em cô chú lời chào trân trọng và thân thương nhất. Hôm nay, biển xanh xin hân hạnh giới thiệu hai bài thơ được mang tên Cái nồng đại bác của tác giả Trần Thanh Tùng và bài Tà am bên bờ thác loạn của tác giả Lý Mộng Sầu qua phần diễn đọc của biển xanh sau đây. Tùng Vân là đại bác nồng, tuột ra lão bắn một dòng lụm lon. Gái già gái trẻ sòn sòn, lão nấp lão bụp ra con mấy dòng. Tùng Vân là đại bác nồng, siêu phàm nên biết lấy lòng người ta. Lụm lon lụm hết các bà, nếu vào động lão chẳng cho ra ngoài. Đại bác của lão quá dài chín mươi còn thuộc biệt tài tùng vân tùng vân sợ thử a đen lão ta rất sợ trùng danh quá nhiều vì ai lão ấy cũng yêu xét cùng nhóm máu là điều đương nhiên sợ nhất con của kỳ duyên ông giữ hai chức là phiền lắm nha ông ngoại mà cũng là cha sống trong tịnh thất nhiều bà một ông con gái với mẹ chung chồng hàng đêm vẫn ngủ mặn nồng với con con gái ruột để sồn sồn xét nghiệm huyết thống cháu con của thầy giả tu vân chén thịt cầy lại chìm thả thính trên phay gọi mời Săn tìm vụ gái khắp nơi Về làm thê thiếp cùng chơi nhồi bồng Thiền am mỗi nữ một phòng Vẫn là tráng nọc ở trong am thiền Vân già nhồi quả như điên Tối ở chỗ mẹ đêm liền chỗ con Nhiều bà gó bùa tưởng ngon Đến nơi động để không còn đường ra tùng vân nhồi khỏe lắm nha giá già gái trẻ không tha người nào lão này tuổi cũng hơi cao bào thai tác giả của bao nhiêu người